dù xong lời của Canh Tâu Ba ta nghe cũng rất phải. Được thẩm quyền dân tả hộ vào trong chốn đại tu, chờ tạm biệt hai quan em nào nét nữa. Thôi ta hiểu Khanh rồi. Này với bộ thượng thư, Khanh hãy quyền cho Hàn Lâm học sĩ thảo văn chỉ sắc phong là chiêu trong khi giáo đạo của họ chiêu dương hoàng hậu. Thôi thôi, đi chức giả không chịu hả? Trời ơi, không chịu mà lạc qua cái tấm chết vậy đó hả? Tôi là hiểu ý của Khanh rồi. Chứ chiều chiều, anh không chịu. Bảo đảm